Kênh Giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Cứ phải thế này. Chuẩn bài luôn. Các bạn ạ. Và đây là Palotilo, ui, tình múa phải nói là cực cắt. Anh đứng chết trong. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? thời gian với những giá trị xưa nhưng chưa bao giờ là cũ, thì chính người nghệ sĩ trẻ ấy phải là người đầu tiên có ý thức giữ gìn và phát huy mạnh mẽ nhất. Khi bàn về những vấn đề chuyên môn trong việc truyền nghề, giữ nghề, nghệ sĩ ưu tú của sân khấu chèo Trần Thái Sơn đã tâm sự về những khó khăn mà bản thân gặp phải. Ở dàn diễn chuyên nghiệp chúng tôi, khi mà chúng tôi làm những cái vai mẫu được học của mọi người, học của những thế hệ đi trước, của thế hệ cha, con cái, chúng tôi gọi nhau nó là dân tộc, nó là bản quyền, phải cố làm sao có đúng nhất, có chuẩn nhất. Nhưng mà khi mà em mang cái điều mà chúng tôi cho là chúng là người em đi thì được hoạt động ở sân khấu, tuy nhiên để hướng dẫn cho mọi người thì nó có những cái khó khăn vô cùng, bởi vì là ở những sân khấu đó thì mọi người không phải là người chuyên nghiệp, là họ không có kỹ năng để làm được cái điều đó, để chính bản cái vai mẫu nói là này nó phải mọi người theo khả năng và theo sở trường của mọi người. Tôi cố gắng để đi ở nhờ thế nào, tôi sẽ nhận những quy trình cá nhân, những nhân viên, thế hệ lễ lửa của nhà trong lòng tình bạn yêu chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, chứ còn rằng đối với khó của nghệ thuật sân khấu cải lương và cô theo đuổi bằng tất cả sự nỗ lực, nhân viên nuôi đã được khán giả công nhận, được nhà nước trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, hay được tự hào về lòng cố gắng của bản thân. Tôi cũng cố gắng như mình, tôi không quên sức lại khán giả tin vào tương lai của cái khác dân tộc. Bản thân như mình là một người dễ lừa và là người con với những anh em, lòng không cảm thấy là vinh dự. Hiện tại thì cái hoạt động của mình vẫn còn là khán giả và cũng đang có những bước đi, có những cải tiến trong cái việc tổ chức các chương trình hoặc là đào tạo những tin rằng tại Hà Nội thì những cái nhà khác, những cái người các dân tộc cũng sẽ đầy ắp những khán giả, những sự ủng hộ của các vị mình tin là không bao giờ có đi nghệ thuật nói chung và nghệ thuật những cái khác trên toàn thế giới. Đây là một sự thật nếu có một tổ chức thực hành 13 năm trước. Nữa đó